Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, thông báo kết luận số 159 của Bộ Chính trị về việc thảo luận, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội 13 của Đảng, các chương trình thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng sẽ lần lượt giới thiệu với quý vị những ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bây giờ là ý kiến góp ý liên quan đến công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác cán bộ của ông Nguyễn Trí Tổng, cán bộ hưu trí phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Bởi vì công tác xây dựng Đảng của Đảng ta đó thì thấy rằng là trước hết là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh rồi. Lần này một cái mới nữa trong đó nữa là không riêng Đảng mà cả cái hệ thống chính trị cùng với Đảng phải trong sạch vững mạnh. Thế thì trong cái công tác xây dựng Đảng thì cái trước tiên là phải nói rằng là công tác cán bộ. Thế thì công tác xây dựng Đảng là công tác là then chốt, mà cán bộ là then chốt của then chốt. Cho nên cái vị trí của công tác cán bộ là ở cái tầm nghĩa là hiện nay mong rằng là cái ban chấp hành mới mà sau này cũng vậy, là trước hết phải thực hiện cho được cái chỉ thị 08 của Bộ Chính trị về vấn đề nêu gương. Rút kinh nghiệm, nghĩa là trước hết là cái người đứng đầu của cái cấp ủy đó, cái người đứng đầu của cái tập thể đó là phải gương mẫu, phải là lại. Cái thứ hai nữa là đã là có quyền lực thì phải tăng cường vấn đề giám sát cho được cái quyền lực, chứ không để nghĩa là khi mà đã có quyền lực rồi thì người ta họ tự tung tự tác là làm nghĩa là phá thì là cái đó nó sẽ không thành công. Vì thế cho nên là trong cái kể cả cái công tác phòng chống tham nhũng vừa qua, phải nói rằng là cái điều chúng ta đáng mừng là hiện nay nghĩa là qua cái kết quả của nhiệm kỳ khóa 12 vừa rồi trong cái công tác phòng chống tham nhũng đã tích cực làm có kết quả, hiện nay nghĩa là thấy cái dấu hiệu nghĩa là đã có chứng lại, đã kiềm chế được, thì sắp đến mong rằng là phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa và làm quyết liệt hơn nữa. Chứ công tác tham nhũng hiện nay là còn hơi vấn đề mà cử tri nhân dân là thấy nghĩa là chưa nghĩa là bàn lòng lắm, là một là vấn đề kê khai tài sản hay là vấn đề thu hồi tài sản là còn quá thấp, mà cái đó nghĩa là cái nó hạn chế, rất là hạn chế cho cái thành công của công tác phòng chống tham nhũng.